Đúng rồi, ông nói cũng ràng hỏi các bạn đang đó. Cái này là phải hồi chưa là còn tay la, tay la mà ghép không được là vô rác thế này. Thầy, cái hồi là cỡ đó, bây giờ là thầy cho chấm bao nhiêu điểm thầy? 10/10 hả? Bên hồi giỏi, bên từ hồi còn đi học thấp lên lục rồi. Đã thấp lên lục rồi. Nhẹ nhàng gọn gàng nên có vui vui cái bữa đó bảo đại chưa tại vì á là nghĩa là tâm thần kế gì đó là đâu ngờ qua đây mà vui như vậy dạ, không lên đó biết chắc chờ chị mà chị qua bên đó có lên đòi là vui lắm lúc nào cũng vui đấy bởi vậy chị mới nói đó, đó chị qua lúc nào vui lắm chờ chị mới nghe rồi nó đâu có chờ mà nghe đúng cái bộ biết Việt Nam quê ở đâu không dạ em hả em ở nên ngoài không có Ninh Hòa Ninh Hòa Ninh Hòa Ninh Hòa xã nào xã nào xã Mỹ Hiệp Ninh Hiệp Mỹ Hiệp tức là Ninh Hiệp xã Ninh Hiệp luôn xã Ninh Hiệp vẫn đang làm chơi lúc đó ấp không biết đâu nè tổng trong Vinh hả đúng rồi tôi gối đầu mỗi đêm bữa ăn mùi phần mẹ kẻ chiếu Cà Mau đã tấm xào kinh ngã bảy sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra thích nhất là cái phương ngữ Đăng Hòa nói tiếng con không cửa giường cô đã khóa kính tự hôn nào tôi dắt con chiếu bóng từ nghe đến xuân rầy chứ có những buồn đã lắm tấm giọt mà thôi nhà của cô sau trước vắng tanh gió lạnh chiều đông bóng có ai vào đến tiếng em cầm như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thế thảm nhục đôi quá gì à rồi sao nữa anh mai mốt em đưa cái đòn cải lương ánh bình minh qua bên Úc luôn đi qua Úc luôn á anh dám bảo lãnh không mấy đêm thời cái mai mốt nghĩa là nghĩ nhân thành cũng được nếu mà chị Thanh à hai người đó nghĩa là nghe mà số con dụng cũ qua điện thoại Vĩnh Liêm trời ơi nói nè chị giỏi say mê say mê nãy mới hát cũng nghe cũng giống như Chí Tâm đúng ra đó phải lên sân khấu đó giọng giọng ông này nó chẳng tin được mẹ đi tại vì biết sao tại vì trên đó có cái tiếng đàn
tại vì hát của nó đàn cũng như mà nghĩa là chim mà không có gió là sao bay được á. Lần đầu tiên tôi nghe trên diễn đàn của bà Tánh ở San Jose á, anh đưa sắp xếp vô vậy là hát hai giờ đúng rồi. Bữa đó thì là người bài thơ xuân ngoại cây kỳ này sẽ học bài đó thì để như thế là tôi chỉ nhớ cho những người vợ hiền hoàng bóng phố thơ xung mạch bếp cũng cầm mẹ giáo cầm mẹ chưa có mẹ ông nghe hồi xưa phải nói là mấy cô hát hay quá. Sau này thì mấy cái giọng sau này Phú Châu là lên ca đầu tiên, biết rồi, cái là thứ nhất, Hữu Phước. Phải đi từng nhịp một mà anh thấy này anh nhịp. Thấy là chỉ có vất vả một cái nó bị chậm rồi mà anh xuống được vất vả nên sung dinh chớ ông gieo đi kiểu khác nhưng mà nếu mình khác đó. Biết sao chị Vân, biết sao thì tác giả nhạc sĩ mọi cái đó mình không thể khác là ông cơ kiếm điều thực khác đó, nó khổ cái chỗ đó làm như vậy cản thai đừng có ông cách đây 7 ngày á thì ông nói với tôi tôi gặp ông ở khách sạn đó, ông nói cái bài của hài bị hát thần nhanh, ông nói khi hát khi mình cái bài ca mình hát á, nó hơi hơi chậm lần chút. Đúng rồi, bữa nói vậy đúng. Bỏ qua thằng Mai Chí Dũng nó được rồi, nó ai đâu, nó ngoài ai đâu. Người đem nhạc đó, tôi thấy đúng không? Được mà ông làm như vậy là mình được anh xin coi lại đi. Chú tốt rồi, rồi anh qua bị một cuốn khác rồi mà thấy không? Không, chị biết sao? Tại vì cái nếu mà chị hát đó thì nó phải có một cái nút chấm nữa, mình mới nghĩ như vậy để mà đi nhanh.